Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin. Diễn đàn doanh nghiệp kiều bào Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar được tổ chức tại Thái Lan. Cơ hội tốt để tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước láng giềng. Không khí sôi nổi của các hoạt động tri ân thầy cô được tổ chức bởi cộng đồng người Việt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Chiến sự tại Ukraine vẫn chưa có hồi kết, không ít người Việt đã lựa chọn ra đi một cách bất đắc dĩ, để rồi chính bản thân họ lại ở trong tình cảnh hai lần tha hương. Thưa quý vị, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar năm 2023 đã diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 tại tỉnh Udon Thani, Đông Bắc, Thái Lan, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Diễn đàn do Hội Doanh nhân Thái Việt Nam Toàn Thái phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu, đại diện các hội doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan, Lào và chính quyền tỉnh Udon Thani. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar năm 2023 là sự tiếp nối thành công của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, Lào, Thái Lan năm 2022. Tại diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng cường giao thương, kết nối và hình thành mạng lưới giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp của năm nước, cũng như các quốc gia và thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, công nghệ cao, xuất khẩu và tài chính. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng giới thiệu quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp kiều bào đầu tư vào Việt Nam, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đến các nước trong khu vực. Trước mà để mình để diễn đàn này thì đã được nói chuyện nhau tất cả là 5 doanh nghiệp đã được để ký kết nhau hôm nay. Nhưng mà sau bàn bạc nhau sẽ tin rằng là sẽ nhiều doanh nghiệp sẽ để một là hoặc ban ghi nhớ, hai là cái biên bản MOU. Các cái diễn đàn như thế này nó mang lại rất nhiều những cái ý nghĩa, nhất là cái sự kết nối, cái sự chia sẻ kinh nghiệm cũng như là tiến hành quản lý, quản trị về đầu tư cũng như là kinh doanh. Nhưng một cái ý nghĩa nhất là nó nâng cao, nâng tầm hơn cái thương hiệu Việt. Trong khuôn khổ của diễn đàn, các doanh nghiệp cũng đã ký thỏa thuận hợp tác, qua đó góp phần tích cực vào việc củng cố, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa năm nước Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Và doanh nghiệp này là một trong số đó. Trong lần đầu tiên tham dự, doanh nghiệp đã tìm được đối tác phân phối các sản phẩm của mình tại thị trường Thái Lan. May mắn tại diễn đàn này thì chúng tôi đã lựa chọn được một đơn vị uy tín tại Thái Lan và sẽ sớm nhất có thể sản phẩm của chúng tôi sẽ có mặt phục vụ bà con kiều bào ở Thái Lan cũng như là người dân Thái Lan ở đây. Ngoài các doanh nghiệp đến từ năm nước, diễn đàn còn có sự tham dự của đại diện Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Người Việt tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Mỹ, Đức và Séc, cho thấy nhu cầu kết nối hợp tác của các doanh nghiệp doanh nhân người Việt tại nước ngoài với các doanh nghiệp trong nước là rất lớn. Và những diễn đàn như thế này cũng sẽ góp phần hiện thực hóa đề án của chính phủ về huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020-2024. Ngọc Phương, Phóng viên Việt Nam, đưa tin từ Udon Thani, Thái Lan. Sáng ngày 20 tháng 11 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, thầy và trò trường song ngữ Lào Việt Nam Nguyễn Du đã tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tham dự buổi lễ có các thầy cô giáo, các em học sinh nhà trường, cùng với đó là đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và đại diện Hội Người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn. Tại buổi lễ, bà Sĩ Văn Hương Peng Kham May, hiệu trưởng trường song ngữ Lào Việt Nam Nguyễn Du đã nhấn mạnh trường song ngữ Lào Việt Nam Nguyễn Du là một ngôi trường đặc biệt, được các cấp lãnh đạo hai nước quan tâm. Vì vậy, mong các thầy cô nhà trường sẽ không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, giáo dục các thế hệ học trò trở thành những người con ngoan, trò giỏi, những công dân có ích cho xã hội, cũng như thấm nhuần về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Lào-Việt Nam. Tại lễ kỷ niệm, Ban chấp hành Hội Người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn đã thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trao gần 18.500 đô la Mỹ kinh phí hỗ trợ cho các giáo viên dạy tiếng Việt của nhà trường. Nhiều các tiết mục văn nghệ cũng đã được các em học sinh trực tiếp biểu diễn để tri ân các thầy cô.
Cũng nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, tại thủ đô Moscow, Ban tổ chức chương trình Tiếng Việt Vui trực thuộc Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga đã phối hợp cùng Trung tâm Thần đồng Á-Âu tổ chức chương trình Tri ân Thầy Cô với nhiều nội dung ý nghĩa. Chương trình đã lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn tới các thế hệ học sinh cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Màu cờ sắc áo Việt Nam với những người ca tiếng Việt. Ngày cuối tuần tại tổ hợp đa chức năng Hà Nội Moscow đã thu hút rất nhiều em nhỏ người Việt sinh ra và lớn lên tại Nga. Các em là học sinh của những lớp tiếng Việt khác nhau được tổ chức trong cộng đồng, đang được dìu dắt bởi tâm huyết và nhiệt tình của nhiều thầy cô giáo, chuyên và cả không chuyên. Thì các cháu đi nhà trẻ Nga từ bé, thế nên là cái cách phát âm cũng như là cái hiểu về cái nó rất là khó. Tất nhiên là mình phải kiên trì thôi, luyện từng câu một. Mặc dù là còn nhiều khó khăn nhưng mà bọn em vẫn cố gắng là cũng tìm hiểu, đọc sách, internet để có thể là soạn được những cái bài, những cái nội dung bài học thật là hay nhất và chuẩn bị những cái chương trình học hoàn chỉnh nhất để có thể là phù hợp với lại trình độ và khả năng của các bạn. Hồi hộp và hấp dẫn nhất đối với nhiều em học sinh là phần thi mang tên nét chữ nét người và khéo tay hay làm. Từ các khóa học tiếng Việt, các em đã được rèn luyện kỹ năng đọc viết tốt và thành quả lúc này được xem là những món quà tri ân các thầy cô. Trong cuộc thi này rất là nhiều người viết đẹp và hơi áp lực vì tại vì là cháu sợ là cháu sẽ bị viết sai hoặc là bị sẽ viết xấu. Cô giáo lớp em, sáng nào em đến lớp cũng thấy cô đến rồi, đáp lời chào cô ạ. Cô mỉm cười thật tươi, cô dạy em tập viết, gió đưa thoảng hương nhài, nàng ghé vào cửa lớp, xem chúng em học bài. Tiếng Việt, ngôn ngữ cội nguồn đang gắn kết những thế hệ kiều bào với quê hương. Tình yêu gia đình, yêu quê hương đất nước cũng được gieo mầm từ đây. Nhờ những thầy cô giáo tận tâm cống hiến với nghề, đã và đang giữ gìn và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. Thưa quý vị, có một thầy giáo đã tình nguyện đến với đất nước Campuchia dạy học cho con em kiều bào sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Anh không ngại khó, ngại khổ, gắn bó với trường tiểu học hữu nghị Khmer Việt Nam tại tỉnh Prey Veng trong hơn 10 năm qua, với tâm nguyện giúp cho con em gốc Việt tại đây có điều kiện học tập tốt để xây dựng cuộc sống tốt đẹp tại Campuchia. Thầy giáo Nguyễn Văn Hào là một người Việt sinh ra tại Campuchia, được cha mẹ cho sang Việt Nam học hết phổ thông, sau đó tiếp tục theo học trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp, người thanh niên này đã tình nguyện trở lại Campuchia dạy học tại trường tiểu học hữu nghị Khmer Việt Nam tỉnh Prey Veng. Trong 12 năm qua, thầy Hào không ngại khó, ngại khổ, gắn bó với trường để truyền đạt kiến thức cho con em tại huyện Pimro, tỉnh Prey Veng. Thì em chỉ hứa dạy được 2 năm thôi, rồi mọi thứ thì giờ ổn định, thầy cô giáo ổn định rồi em sẽ trở về Việt Nam lại. Thì dự định là vậy, nhưng mà dạy 1 năm, 2 năm rồi nó có tình cảm. Cái tình cảm với học sinh, rồi để phụ huynh học sinh đây thương lúc đó là thấy mình ở thành phố lên đây dạy học vậy đó, nên thương mình như em út trong nhà vậy đó. Cộng đồng tại huyện Pimro, tỉnh Prey Veng phần lớn có hoàn cảnh khó khăn. Thầy Hào đã phải đi đến từng nhà để vận động cho con em đến trường. Cùng với chức danh hiệu trưởng, thầy Hào cũng trực tiếp tham gia giảng dạy rất nhiều môn học như tiếng Việt, toán, đạo đức, mỹ thuật. Dạ, cũng dạy cho con em cũng học chữ nghĩa cũng tốt, dạy dỗ cha con của em cho biết chữ đến nơi tới chốn, em cũng rất là vui. Bên cạnh các giờ trên lớp, thầy Hào cũng tổ chức nhiều hoạt động tập thể để giáo dục các em về truyền thống tốt đẹp của dân tộc cũng như tinh thần đoàn kết, yêu thương, sẻ chia với người Campuchia bản xứ. Muốn cho các em hiểu được cái nguồn cội, cái nguồn gốc, giữ được cái lửa dân tộc Việt Nam. Ví dụ như là những cái buổi mà ẩm thực, những buổi cắm trại cho các em, phải cho các em Campuchia và Việt Nam cùng một đội để các em biết tương trợ lẫn nhau. Thầy Hào quyết định gắn bó lâu dài với trường tiểu học hữu nghị Khmer Việt Nam tỉnh Prey Veng với mong muốn giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn để trở thành những công dân có ích cho xã hội sở tại và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam, Campuchia. Cuối tuần qua, tại Warsaw, Hội đồng hương Nam Định tại Ba Lan đã tổ chức buổi gặp mặt cuối năm 2023 mang tên Gắn kết bà con Nam Định xa quê.
đông đảo bà con, dâu rể người Nam Định tại Ba Lan và một số khách mời trong cộng đồng người Việt đã tới tham dự cuộc gặp mặt. Tại buổi gặp mặt, đại diện Hội Đồng Hương đã điểm qua những hoạt động của hội trong năm vừa qua như thành lập quỹ khuyến học, thành lập quỹ từ thiện, quỹ đã xây 2 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại Nam Định. Hội dự kiến sang năm 2024 sẽ xây thêm một ngôi nhà tình nghĩa ở huyện Vụ Bản. Cũng trong buổi gặp mặt, một số thành viên mới trong ban chấp hành hội đã ra mắt bà con. Ban tổ chức cũng đã tiến hành trao quà cho các cháu học sinh có thành tích học tập xuất sắc trong năm vừa qua. Góp vui cho chương trình còn là các tiết mục văn nghệ sôi động từ bà con cộng đồng. Buổi gặp mặt đã diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, ấm tình quê hương Nam Định, nơi đất khách. Thưa quý vị, đã gần 2 năm, tình hình chiến sự vẫn chưa có hồi kết tại Ukraine. Cuộc chiến đã làm đảo lộn cuộc sống của gần 7.000 người Việt tại đây, khiến mỗi gia đình, cá nhân đều phải đưa ra sự lựa chọn bám trụ ở lại hay rời khỏi Ukraine. Trong đó, không ít người đã lựa chọn ra đi như một sự bất đắc dĩ, để rồi chính bản thân họ lại ở trong tình cảnh hai lần tha hương, ghi nhận tại Đức và Ba Lan, nơi có nhiều kiều bào Ukraine sang lánh nạn và ở lại. Gần 60 tuổi, ông Trúc có lẽ cũng chưa từng nghĩ rằng có lúc mình lại phải quay lại thời đi học từ cấp vỡ lòng như thế này. Sau gần 2 năm di tản từ Ukraine sang Đức, cả gia đình ông đã được chính phủ Đức hỗ trợ nhà ở tại một ngôi làng nhỏ, thẻ cư trú thời hạn 2 năm cùng tiền trợ cấp hàng tháng. Nhưng trở ngại lớn nhất với ông vẫn là ngôn ngữ. Mình không hiểu tiếng thì làm việc gì cũng khó, đặc biệt sống ở một đất nước mà người dân tuân thủ luật pháp rất nghiêm ngặt. Nếu mình không hiểu tiếng thì rất dễ phạm luật. Cũng do hạn chế về ngôn ngữ, nên dù được phép đi làm thêm, nhưng ông Trúc cũng chỉ có thể làm phụ bếp trong một quán ăn của người Việt trong vùng, từ là chủ của một doanh nghiệp kinh doanh quần áo tại Kiev, giờ lại đi làm thuê. Nhưng với ông, đó là sự lựa chọn để thích nghi với thời cuộc. Ly hương lần một, rời xa tổ quốc, tìm cuộc sống mới khi trong tay chưa có gì, nhưng chiến tranh nổ ra, ly hương lần hai, trong khi cuộc sống đang rất tốt đẹp, mà ra đi lần này, khi tuổi đã xế chiều, cùng với hai bàn tay trắng, cộng với một tương lai bất định, độ tuổi của chúng tôi rất khó để hòa nhập, chúng tôi phải chấp nhận thực tại và cố gắng mỗi ngày. Chấp nhận thực tại và cố gắng mỗi ngày cũng là cách mà ông Vượng lựa chọn để thích nghi với cuộc sống tại Ba Lan. Là một trong những người cuối cùng rời khỏi Ukraine năm đó, ông Vượng đã được đón về chùa Nhân Hòa tá túc. Và rồi ông quyết định ở lại đây một mình khi đã bước sang tuổi 70. Vợ con tôi cũng đi Đức, rồi đi sang Đan Mạch, đi Canada, nhưng mà cảm thấy cuộc sống không phù hợp. Nên mẹ con cháu lại trở lại U. Và tôi cũng thường xuyên liên lạc, lại động viên nhau trong lúc khó khăn này. Tình cảm gia đình thì hơi bị thiếu thốn. Đến nay, ông Vượng đã tìm được sự bình yên khi nương nhờ mái chùa Việt nơi xa xứ. Ở trong chùa rất là thanh thản, ở đây tất cả các Phật tử cũng như người trong một gia đình cũng cảm thấy nó ấm cúng vô cùng luôn. Dù luôn biết ơn đất nước và những người đồng hương đang cưu mang mình, nhưng sâu thẳm trong tâm can những người hai lần tha hương như ông Trúc, ông Vượng vẫn luôn mong mỏi một ngày nào đó có thể quay trở về quê hương thứ hai của mình. Cầu mong sau cuộc chiến mau kết thúc để cho vợ chồng con cái đỡ khỏi tha hương. Nó đơn giản là như vậy, mà cũng như mọi gia đình cũng như thế thôi. Là một người đã từng trải, đã sống trong nước vào thời kỳ đất nước chiến tranh, nên rất hiểu cái giá trị của hòa bình. Ước muốn cháy bỏng của tôi vẫn mong muốn Ukraine nhanh chóng thiết lập hòa bình để cho người dân đang phải ly hương được trở về xây dựng lại đất nước của mình. Trong đó có cả những người Việt như chúng tôi. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay. Để theo dõi lại các chương trình của VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go tại App Store hoặc Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại!